bắt khẩn cấp nữ giúp việc táo tợn trộm số vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Lợi dụng sơ hở của các nhân viên tại tiệm hàng, nữ giúp việc đã trộm tiền và số vàng có giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn về quê. Ngày 23 tháng 5, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mộng Ly, 37 tuổi, quê Bến Tre, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 11 tháng 5, ông BQT, chủ tiệm vàng KLT trên đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5 đã đến công an phường để trình báo về việc bị mất trộm 3 gói hàng có chứa vàng. Theo trình báo, trong 3 gói hàng bị mất trộm có dây chuyền vàng 24K, mặt dây chuyền vàng 18K, dây chuyền và móc khóa vàng 14K, tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, công an quận 5 đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự, đội điều tra tổng hợp phối hợp công an phường 5 vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định đối tượng nghi vấn gây án chính là Nguyễn Thị Mộng Ly. Trong đêm ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện Ly đang ở Bến Tre nên đã mời làm việc. Tuy nhiên lúc này, Ly có thái độ chống đối, không hợp tác, vì lý do bị bệnh tim, ngất xỉu để né tránh. Sau đó, Ly đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra và được lực lượng chức năng thuyết phục nên đã khai nhận hành vi trộm cắp số vàng tại tiệm KLT vào ngày 29 tháng 4. Theo lời khai, nhờ người quen giới thiệu nên Ly được nhận vào tiệm vàng làm việc từ khoảng tháng 2 năm 2023 với công việc quét dọn, vệ sinh trong tiệm và giặt quần áo cho gia đình. Đến cuối tháng 4, 2023, Ly đã lợi dụng sơ hở của nhân viên để trộm số tiền và vàng nói trên, sau đó tự ý nghỉ việc. Hiện công an quận 5 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.